Ta đã nghi ngờ từ nãy đến giờ. Hả? Lẽ sao? Thôi, không dài dòng nữa. Khai thiệt đi, người giấu bạn ta ở đâu? Xin chào hạt điều, xin chào cà rốt. Hình như hai em đang bàn bạc chuyện gì mà trông có vẻ hình sự quá vậy? Dạ, tụi em chào chị Nguyệt Ánh. Chị Nguyệt Ánh đừng lại gần bạn đó. Bạn đó là cà rốt giả mạo đó. Hả? Cái gì mà nghe sợ vậy? Sao em biết? Dạ, chị Nguyệt Ánh không để ý hả? Cà rốt của chúng ta da dẻ hồng hào, còn tên này thì xanh xao tái mét. Đúng rồi ha. Em nói thì chị mới để ý. Cái bạn này ngoài cái làn da ra thì chị còn thấy là bạn ấy có vẻ giống như là đang lo lắng buồn phiền điều gì đó. Đúng vậy, bạn cà rốt của ta lúc nào cũng tự tin, thần thái hết. Ủa, mắc cái gì mình phải giả dạng cà rốt chứ? Sao? Thì bạn cà rốt ngoan, hiền, được nhiều người yêu mến, nên người ghen tị, giả dạng bạn ta để được mọi người quan tâm chứ gì? Trời ơi, tức quá! Hết nói được rồi chứ gì? Ta nói đúng quá mà, người mau thả bạn ta ra, nếu không ta báo công an đó. Sao mà rắc rối căng thẳng quá vậy ta? Thôi, để Nguyệt Ánh nhờ Đốc Tơ Khỏe cứu bồ nha. Alo, Đốc Tơ Khỏe hả? Ở đây đang có một vụ điều tra cần Đốc Tơ Khỏe đến để giải quyết nè. Xin chào mọi người, Đốc Tơ Khỏe có mặt ngay và luôn đây. Vi phạm là ai vậy? Đốc Tơ Khỏe ơi, con khổ quá à. Không ai tin con là cà rốt hết trơn á. Đó, Đốc Tơ Khỏe nhìn kìa. Em ấy ngoài cái vẻ xanh xao nhợt nhạt mà hả còn có cái điều gì đó buồn phiền lo lắng khác với cà rốt thường ngày lắm. Dạ, sau khi con bị ốm nặng mấy ngày trước thì bị vậy luôn á. Nghi phạm bị thiếu máu nên mới như vậy, chứ không giả mạo gì hết đó. Ủa, vậy nãy giờ em đổ oan cho bạn hả? Chứ còn gì nữa, nãy giờ bộ không nghe Đốc Tơ Khỏe hỏi thăm tình trạng của bạn rồi sao? Em sai quá rồi, nhưng mà em có cách giúp bạn đó. Thôi, để Đốc Tơ Khỏe xác nhận một cái cho chắc. Hạt Điều nói như vậy có đúng không Đốc Tơ Khỏe? Điều này thì Hạt Điều nói là hoàn toàn chính xác rồi đó. Cho Hạt Điều chuộc lại lỗi lầm của mình đó. Em hãy trình bày tài năng của mình cho mọi người cùng biết đi. Dạ, tuân lệnh. Hạt Điều em đây có vị thơm ngon, bùi bùi, khiến nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, em còn mang lại một lượng dinh dưỡng lớn như chứa nhiều chất sắt và kẽm. Sắt có vai trò ngăn ngừa bệnh thiếu máu, cung cấp oxy cho tế bào trong cơ thể. Wow, tài quá em ơi. Nhưng mà mình có cần phải chế biến công phu để đạt được hiệu ứng tốt không nè? Dễ ẹt à Nguyệt Ánh. Ta có thể rang, sấy hạt điều để ăn giặt, hoặc có thể trộn salad, các loại rau, trái cây để có được một bữa ăn đầy dinh dưỡng. Thiếu máu do nhiều nguyên nhân, cần được thăm khám bởi bác sĩ nha. Chà, vừa ngon, bổ mà còn vừa tốt cho sức khỏe nữa. Điều đúng là số giác luôn. Ngại quá à. Cà rốt cho mình xin lỗi nha. Mình sẽ dùng tài năng của mình để chuộc lỗi với bạn. Được đó, mình sẽ bỏ qua hết luôn. Nè, Đốc Tơ Khỏe dặn thêm cái nữa là không nên ăn quá nhiều hạt điều trong ngày và hạt điều đã để lâu. Như vậy sẽ phản tác dụng và gây hại cho sức khỏe nha. Dạ, tuân lệnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm em. Và bây giờ thì hãy cùng Nguyệt Ánh chào tạm biệt quý vị khán giả. Rồi cà rốt nghỉ ngơi, sau đó thì mình sẽ cùng nhau trộn và lắc hạt điều nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha.